Thưa quý vị và các bạn, cây khèn cùng những điệu múa khèn truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông ở vùng biên Mường Lát. Những người Mông nơi đây đã và đang nuôi dưỡng niềm đam mê với khèn, khát vọng giữ cho khèn Mông mãi ngân vang trong đời sống hôm nay. Tôi học khèn là bắt đầu học từ 18 tuổi, học với ông chú Dìa trên Phà Đén. Mình thích quá, mình nghe cái tiếng khèn là mình thích quá, cho nên là mình phải cố gắng học cho nó được thôi. Thì tôi cũng muốn cho nó, các con các cháu bây giờ thì cũng cần phải học cho nó được, có bỏ cái phong tục tập quán của mình, nhưng mà sau này sẽ có cán sẽ động viên các cháu ngoài học thôi. Tôi cũng là một người con của đồng bào Mông, tôi cũng chăn trở suy nghĩ làm sao để bảo tồn được cái văn hóa khèn Mông cho đồng bào Mông. Tuy nhiên do nhiều lý do khó khăn, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân để truyền lại cái khèn Mông này cho đồng bào Mông ạ. Năm nay, Lâu Văn Cấu ở bản Pù Thong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, 29 tuổi. Học thổi khèn Mông cách đây 6 năm với người cha của mình là ông Lâu Văn Chứ. Đến nay, anh Cấu vẫn chưa thực sự tự tin về tài nghệ của mình. Bởi lẽ, từ học đến thành thạo khèn Mông và cao hơn là giỏi như cha mình, rất cần sự kiên trì, đam mê và khổ luyện. Còn với anh Cấu, khi đã áp lực và chi phối bởi cơm áo gạo tiền và nhiều vấn đề khác, thì việc thổi khèn Mông đôi khi chỉ còn là thú vui lúc rỗi hoặc tập tành với cha mà thôi. Đầu tiên là mình học là không biết đường nào mà không như sáo mà nó như khèn, là nó cũng sáu nốt nhạc như vậy, nhưng mà nó khó hơn chị ạ, bởi vì mình vừa thổi hơi đều này, vừa để đều cái khèn của nó là cực kỳ khó, em học rất chi là khó. Để bố chỉ từng cái một học chắc là phải được 6-7 năm mới được tạm như thế này thôi. Với ông Lâu Văn Chứ, khèn Mông là một phần không thể thiếu của đời mình. Khèn Mông có bài vui, có bài buồn, như nỗi lòng của người Mông trong đời sống. Tiếng khèn Mông đã theo ông Chứ từ thuở thiếu niên, khi theo học với thầy Chơ Xia ở Phà Đén năm nào. Và ngay cả đến bài nhạc đầu tiên với thầy về cảm xúc buổi chiều vẫn còn hằn in trong tâm trí ông. Hơn cả kỹ thuật, đó còn là nét văn hóa tâm hồn. Ông Chứ đã dùng tiếng khèn để tiễn biệt đồng bào mình như một nghi thức tâm linh thành kính nhất. Và nhất là, khèn Mông còn được ông Chứ mang đi biểu diễn ở các hội diễn nghệ thuật trong tỉnh, trong nước. Tham gia được 3 lần, đi vào chủ Sở Sơn, cái năm thứ hai là đi vào chủ Sơn La. Cái năm thứ ba là cái năm vừa rồi đây này, vừa cái năm vừa rồi đây là đi Lai Châu.
Xuân đã về trên bản người Mông ở Pù Thong, khi tạm gác lại việc nương rẫy, khi núi rừng xào xạc đón một luồng sinh khí mới của đất trời. Trong tiếng sứa reo, giữa giọt nắng vàng hiếm hoi nhảy nhót trong cái rét ngọt của miền sơn cước, những màu sắc rực rỡ từ trang phục, màu hồng trên má thiếu nữ, khèn Mông lại được dạo lên những thanh âm thổn thức. Hôm nay, cha con nhà ông Lâu Văn Chứ lại có dịp biểu diễn cho bà con dân bản xem. Cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần mảnh sân nhỏ cạnh khu thể thao chung là đã có thể trở thành sân khấu. Bà con dân bản, từ người già, người trẻ, họ vui lắm. Bởi nghe khèn Mông như được nghe lại tiếng lòng của cha ông và thấm cả những điều nhắn nhủ tận sâu căn cốt mà đôi khi có những điều khó nói thành lời. Cái khèn này, trời ơi, ông cha để lại là ý nghĩa của khèn. Thứ nhất là đưa hồn của người mất đi lên tổ tiên. Thứ hai là cầu cho con cháu mai sau có phúc, trả ơn cho con cháu mai sau sinh đạt. Cái thứ ba là làm các cái ma khô thì đưa người mất đó đi cách nhau mấy năm thì tùy theo điều kiện có làm được. Lợn gà trước đó thì mời hồn về tiếp tục là nhận quà, ví dụ con bò hay là con lợn để trả ơn cho người mất đi. Trong bản em là thanh niên cũng biết thổi khèn, với là bây giờ khi nào mình đi múa thì thanh niên múa nhiều với là thổi khèn nhiều hơn cái người già. Tết này, Dính và ông Đua, phó bí thư đảng ủy xã Pù Nhi đến thăm và chúc sức khỏe ông Lâu Văn Chứ. Là một trong số ít người ở huyện vùng cao Sứ Thanh biết thổi khèn Mông đến độ thành thục thăng hoa, song ông Chứ vẫn chưa được công nhận là nghệ nhân. Người yêu khèn Mông, giữ khèn Mông và truyền khèn Mông cho thế hệ con cháu mai sau vì hồn cốt văn hóa, chứ ít ai mong cầu hai tiếng nghệ nhân. Song công nhận họ, trân quý họ và nhanh chóng lưu giữ di sản ấy trong kho tàng đời sống văn hóa chính là trách nhiệm và hành động của chúng ta ngày hôm nay đối với đồng bào các dân tộc. Việc làm ấy phải được xem là cấp bách, phải làm ngay khi có thể, bởi theo thời gian, những nghệ nhân khèn Mông khó có thể chống chịu với thời gian, tuổi tác và bệnh tật khi mà họ đã độ 60-70 tuổi. Xưa nay thì mới một lớp tập trung chưa có, nhưng mà chủ yếu là các thanh niên tự nguyện đến các thầy mà biết thổi là tự. Ví dụ một tốp đó là 3-4 người đi đến nhà thầy và tự hỏi nhờ thầy để dạy. Ban ngày ta không có nhà nên là học nhỏ lẻ, tối tập trung đến nhà thầy để học đêm. Nên tối có thể học từ 7 giờ đến 10 giờ là ta nghỉ. Nên mà người ta học xen kẽ có một ngày học thì một ngày nghỉ để mà trò ôn luyện cái bài hôm trước, rồi là học được bài hôm trước rồi mới tiếp tục học cái bài mới. Còn nhớ cha con nhà ông Chứ có kể, hồi bé vì yêu tiếng khèn Mông nên ông Chứ chỉ có vài năm để trở thành người thành thạo khèn Mông. Còn con trai của ông, anh Cấu, mất 6 năm vẫn chưa tròn nghề mà người cha trao lại. Nhanh hay chậm, đôi khi sự quyết định chính là tâm huyết, tận tụy với giá trị văn hóa. Vậy mới hay, bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa khèn Mông sớm hay muộn chắc chắn cũng bắt đầu từ ý thức, nhận thức và hành động của chính chúng ta, xuất phát từ tình yêu với khèn Mông, để khi xuân về hội mở, khắp bản Mông lại giặc dìu bởi giai điệu thanh âm đặc trưng của núi rừng, thể hiện khát vọng của con người về một năm mới no ấm, yên vui.